Chào mừng các bạn trở lại chương trình Anh ngữ thượng đỉnh. Từ vựng chủ đề hôm nay là Go to the movies. Go shopping. Work out at a gym. Watch TV. Listen to music. Go for a walk. Take photos. Read books. Eat out. Go out. Go to the beach. Go dancing. Play cards. Paint. Surf the internet. Go to a karaoke club. Lưu ý, các bạn sẽ đạt thượng đỉnh Anh ngữ ngay khi các bạn nghe và lặp lại đoạn video ngắn này cho đến khi các bạn nói trước khi máy nói. Chúc các bạn thành công. Goodbye, see you next time.